Đây anh em này, hậu quả của anh em đi dán cái ốp nóng này. Đây, dán trong một thời gian sau là cái băng keo dính vào này, tất căn nhát ở đây hỏng hết cái ốp và cái bề mặt sơn bên trong này của anh em nhé. Đây anh em thấy không ạ? Đây này. Đây khi mà đây là cái hõm của anh em nhé. Đây. Khi mà anh em rửa xe đấy thì nước mà cái bụi nó sẽ tích tụ đây này, anh em thấy không ạ? Đấy. Và lâu ngày thì trong này nó sẽ hỏng hết cái phần hõm này của anh em. Đấy. Còn đây là cái bên này là bên em đang chuẩn bị bóc ra này. Anh em thấy không ạ? Dán cái này vào thì nó sẽ bao bẩn và cái bụi bẩn nó sẽ ở trong này. Đấy, còn anh em mà muốn giải pháp mà đẹp hơn mà thẩm mỹ hơn ấy, anh em dán ngay bộ PVM, một bộ PVM ngoại thất, có thể dán riêng cái phần hõm này hoặc là dán hết toàn bộ cái bề mặt xe này để cho đảm bảo cho anh em là nhìn nó vẫn là lúc nào sạch và đẹp, và nhìn dán như không dán anh em nhá.